Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, mỗi con người khi sinh ra thì đều có một cái số phận riêng. Không phải ai sinh ra cũng được may mắn sống trong nhung lụa gấm mềm, mà cuộc sống luôn có những cái khó khăn đưa đẩy chúng ta như những quân bài, như những cái thử thách. Kèm với đó là cái sự nghèo khó và cái số phận bần cùng. Thưa quý vị, tiền tài và hạnh phúc là hai cái thứ mà ai cũng mong cầu có được ở trong cuộc đời này. Thế nhưng đối với nhiều người, giấc mơ đó tuy thường trực nhưng mà dường như lại quá xa cái tầm tay. Thử hỏi trải qua gần nửa đời người rồi thì có bao nhiêu người đạt được đấy cái danh vọng, và bao nhiêu người đã thoát được cái gánh nặng cơm áo gạo tiền mà an nhàn hưởng cái phúc lộc trời ban, hay là vẫn còn đang bị cuốn quay giữa cái dòng đời cuộc sống, để rồi một ngày mỗi đêm lại vắt tay lên trán suy nghĩ là tại sao số phận của mình lại hẩm hiu đến như vậy. Hoặc là gì, đến khi nào chúng ta mới có được cơ hội thoát khỏi cái kiếp khổ nạn đấy bần hàn này, để vươn lên nở mày nở mặt với thiên hạ, có được cuộc sống giàu sang phú quý, cho con cháu được nhờ, cũng như là gì, được hưởng lộc, mà số phận thì cũng sẽ được rạng rỡ hơn. Thưa quý vị, thì mới đây nhất, dựa trên các sự dịch chuyển của các thiên tinh, các chuyên gia tử vi và các nhà chiêm tinh học cũng đã luận đoán về vận trình tử vi của 12 con giáp trong 7 ngày tới đây. Thì thật bất ngờ là có 3 con giáp lại gặp nhiều cái biến động. Tuy nhiên, nếu biết trước được cái thời cơ thì không những giúp cho tuổi này bước qua được cái vận hạn, mà còn khiến cho cái vận trình tài lộc của những con giáp này vô cùng là hanh thông nở rộ, phát huy được hết cái điểm mạnh trong chuyện làm ăn, tiền về như thác đổ. Vậy thì làm thế nào để 5 con giáp này nắm bắt được cái vận mệnh và tránh được những cái sai lầm đáng tiếc? Thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ cùng luận giải về quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 7 ngày tới, tức là trong cái tuần mới từ ngày 14 tháng 3 âm lịch đến ngày 20 tháng 3 âm lịch, tức là nó sẽ rơi vào khoảng ngày 22 tháng 4 dương lịch đến ngày 28 tháng 4 dương lịch. Vậy thì trong cái tuần mới trong 7 ngày tới đây, thì những con giáp nào sẽ là những con giáp may mắn được lộc trời ban? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ ngay sau đây. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, cái phương diện công việc của những người tuổi Tý sẽ có một chút xáo trộn, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến cái vận trình hiện tại. Đó có thể là cái sự bắt đầu hoặc là gì, thậm chí là kết thúc, nên là sẽ có biến động. Nhưng quý vị đừng có u sầu nhé, vì mọi chuyện đều diễn ra đúng cái thời điểm của chúng. Bên cạnh đó, nhờ được cát tinh nó chiếu mệnh mà những căng thẳng trong công việc sẽ sớm được hóa giải, rồi các bạn cũng sẽ tìm ra được những giải pháp tốt, phù hợp để có thể tạo ra những cái bước thay đổi quan trọng trong cuộc sống. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người tuổi Tý cũng sẽ trải qua nhiều cái điều phiền lòng về cái tình cảm ở trong thời gian này. Các bạn sẽ dành đa phần cái thời gian để mà nhìn nhận lại bản thân. Thì đây là lúc các bạn nên tự xem lại mình, xem liệu mình có quá phụ thuộc vào ai hay không, hay là có quá dựa dẫm vào những cái mối quan hệ nào hay không. Quý vị hãy cố gắng có được cái sự độc lập nhất định để mang lại cái sự tự tin cho bản thân. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại cũng có được cát tinh chiếu mệnh, nên là bản mệnh sẽ trở nên hanh thông hơn, thuận lợi hơn khi mà các bạn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Thế nhưng quý vị cũng không nên chủ quan, vì những cái rắc rối nó xuất hiện trong tuần này, những cái vấn đề phát sinh nó sẽ khiến cho các bạn mất ít nhiều thời gian đấy, và không có thời gian để nghỉ ngơi như mong muốn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là tuổi Tý, con giáp đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ hai là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, thì trong 7 ngày tới đây, cái vận trình của những người tuổi Sửu có những cái sự kiện gợi nhắc đấy, để có thể biến những cái mong muốn của những người tuổi Sửu thành sự thật. Quý vị phải thật sự nỗ lực, thật sự là cố gắng hết mình. Có thể trong thời gian trước đây ấy, thì các bạn xác định được cái mục tiêu của mình sẽ đem đến cái động lực để quý vị có thể thực hiện hóa cái mục tiêu đó. Trong thời gian này thì những người tuổi Sửu cũng tìm được cái tiếng nói chung với một nửa kia của mình. Bên cạnh đó, các bạn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những cái đồng nghiệp hiện tại, hoặc là những cái mối quan hệ mới.
Nói chung những người tuổi Sửu sẽ có nhiều cái cơ hội để tìm được một cái nguồn thu nhập mới. Quý vị hãy cởi mở với những cái ý tưởng mới, nhưng mà xét kỹ lưỡng những cái lời đề nghị nhé. Có thể trong thời gian này nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn ấy, thì quý vị cũng phải khá là vất vả và bon chen. Thế nhưng quý vị cũng đừng ngại khó khăn gian khổ, vì nói chung ấy, trong thời gian này quý vị vất vả một chút, nhưng mà vừa có tiền lại vừa được mở mang thêm kiến thức cũng như là các mối quan hệ để phục vụ cái mục tiêu lâu dài của mình, đúng không ạ? Đó là những người tuổi Sửu. Tiếp theo là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 7 ngày tới thì cái vận trình của những người tuổi Dần, nói chung ấy, quý vị sẽ gì? Lý tưởng hóa mọi thứ mà những người tuổi Dần đang theo đuổi sẽ tạo ra một cái bức tường ngăn cách. Với cái tính bảo thủ và cái quá kỹ tính của mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng sẽ gì? Dễ làm mất lòng những người không có cùng quan điểm với mình. Những cái tín hiệu tích cực trong công việc trong tuần này cũng sẽ đến với những người tuổi Dần nếu mà quý vị chịu chăm chỉ làm ăn. Những cánh cửa tưởng chừng như đã gì đóng lại có thể bất ngờ mở ra bất cứ lúc nào. Nên quý vị hãy theo đuổi những cái cơ hội tiềm năng của mình. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của quý vị cũng đang rất là đáng mong đợi khi mà có được cái sự hỗ trợ của quý nhân. Các bạn có thể tạo ra được cái nền tảng vững chắc để sớm có thể gia tăng được cái thu nhập trong tương lai. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này cũng sẽ mang đến những cái thay đổi trong lĩnh vực về sức khỏe. Có thể là các bạn đã có ý định từ lâu nhưng bây giờ mới có thể quyết định là hành động được. Đó. Vì các bạn đã hiểu rõ được cái tầm quan trọng của cái sức khỏe của mình. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tuần mới thì cái vận trình của những người tuổi Mão trong thời gian này, đặc biệt là cái mối quan hệ của các bạn với một nửa kia, hay nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn khiến cho các bạn phải phiền lòng, phải bận tâm. Bên cạnh đó, việc các bạn thích kết giao với những người có cùng cái sở thích với mình ấy, có thể gây trở ngại cho cái việc mở rộng cái vòng quan hệ của mình. Nhờ có được cái sự cân bằng cần thiết mà những người tuổi Mão trong thời gian này có thể kết nối mạnh mẽ hơn với cái đời sống tinh thần, tâm linh. Trong cái hành trình này các bạn cũng sẽ chấp nhận những cái bài học từ những cái hành động của mình trong quá khứ. Từ đó quý vị có thể sẵn sàng cho những cái đổi mới ở trong tương lai. Nói chung trong cái tuần mới thì không tốt cho những ai mà tham lam, mong cầu. Nếu mà các bạn cố gắng kiếm nhiều hơn nữa thì đó cũng chỉ là những cái thứ mà không thực sự bền vững. Thực ra ấy, cuộc sống của các bạn đã hiện tại đã quá tốt so với nhiều người rồi. Đâm ra là đôi khi các bạn cũng cần phải biết tự hài lòng mình một chút. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì nói chung ấy, về cái vận trình trong năm ấy, thì những người tuổi Mão thì vẫn bị cái cục diện là lục hại thái tuế, đúng không ạ? Vậy nên đôi khi nó cũng có một chút cái điểm báo về những cái tai nạn bất ngờ. Do đó, nguy cơ nó luôn rình rập trong cuộc sống. Quý vị không nên bất cẩn. Thời gian này thì các bạn cũng không nên đi chơi xa để làm gì. Đấy, cần phải giữ gìn sức khỏe của bản thân. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tuần mới thì những người tuổi Thìn có sự kết nối vững chãi hơn với các thành viên trong gia đình. Thời gian này quý vị cũng có thể có nhiều cảm hứng hơn trong cái việc thay đổi một số thứ trong cái cuộc sống của mình, biến nó thành một cái không gian ấm cúng hơn, giúp cái gia đình luôn được gì hòa thuận yên vui. Thời gian này tuy có một chút cái căng thẳng, vậy nên là những người tuổi Thìn ấy cần phải nỗ lực hết sức, chăm chỉ hơn, tập trung cao độ và nghiêm túc hơn trong cái công việc. Tuy nhiên cái điều này sẽ mang đến cho các bạn những kết quả đáng mừng. Các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn và hoàn thiện hơn trong tương lai. Đây sẽ chính là cái khoảng thời gian hoàn hảo để các bạn khởi động lại cái lịch tập thể dục thể thao của mình, cũng như là gì? Theo đuổi các thực đơn ăn uống lành mạnh. Nhất là những ai mà đang có bệnh ấy, thì nhất định phải nên lưu ý những cái điều này, đừng có vô độ trong cái việc ăn uống kéo lại khiến cho bệnh tình nó nặng thêm. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái đào hoa nó cũng chiếu mệnh. Đây cũng là cái cơ hội tốt giúp cho những người độc thân dễ tìm được những người ưng ý. Thậm chí những người khác còn cảm thấy ghen tị vì những gì mà các bạn đạt được, hạnh phúc của các bạn đang có. Thế nên quý vị đừng có khoe khoang cuộc sống của mình, quý vị nhé. Vậy nên để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Tỵ. Như quý vị đã biết ấy, trong cái tuần mới thì những người tuổi Tỵ có xu hướng là suy diễn
nghi ngờ hoặc là ghen tuông vô cớ, gây căng thẳng cho cả hai người. Khi mà tâm trạng các bạn đang lang thang, quý vị hãy điều chỉnh ngay cái hành động và cái suy nghĩ của mình. Thời gian này thì những người tuổi Tỵ trở nên nhạy cảm hơn. Vậy nên cái cảm xúc nó lẫn lộn có thể ảnh hưởng đến cái quyết định của các bạn trong cái thời gian này. Vậy nên cách tốt nhất là vào thời điểm hiện tại, quý vị hãy tập cách lắng nghe bản thân nhiều hơn nữa. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái hung tinh nó cũng xuất hiện, nó khiến cho cái việc khởi đầu của quý vị nói chung là khá là khó khăn đấy. Tinh thần thì uể oải, khó tập trung, khiến các bạn khó hoàn thành được mọi mục tiêu theo đúng kế hoạch. Quý vị nên có cái thông báo trước để tránh cái việc là làm người khác phải thất vọng. Bên cạnh đó, cái ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó cũng khiến cho sức khỏe của quý vị nó có dấu hiệu bị suy giảm so với trước đây. Thế nên những người tuổi Tỵ cũng cần phải dành thời gian chăm sóc bản thân đúng mực hơn. Quý vị nên nghỉ ngơi nhiều hơn, di chuyển nhiều là cái việc không nên, đấy, cần phải kiêng trong cái thời gian này. Vậy nên để bảo vệ, mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét con giáp thứ 7, đó là chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới thì những người tuổi Ngọ u sầu vì phải kết thúc một vài cái mối quan hệ. Một số cái kết nối nó sẽ không còn phù hợp, cũng đã đến lúc để quý vị chấm dứt. Tuy nhiên, những người vẫn còn đang yêu thương hoặc là những cái mối quan hệ của các bạn ấy thì được các bạn trân quý, sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp các bạn phát triển trong những cái thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, trong tuần này thì những người tuổi Ngọ cũng nên thận trọng hơn. Các bạn thường xuyên để xảy ra những cái sai sót, các bạn sẽ có cảm giác hoài nghi về chính bản thân mình. Xong, các bạn cũng sẽ nhận ra rằng nếu mà các bạn cởi mở với những cái trải nghiệm mới thì vũ trụ cũng sẽ đem đến nhiều cái cơ hội tích cực cho các bạn. Bên cạnh đó, trong thời gian này ảnh hưởng của cái cát tinh nó cũng mang lại nhiều cái cơ hội may mắn để gia tăng tài lộc cho những người tuổi Ngọ. Nhưng mà bên cạnh quý vị vẫn có những người tỏ ra không tin tưởng về cái năng lực của các bạn vì họ ghen ăn tức ở mà thôi. Cái việc các bạn vẫn làm việc chăm chỉ đấy và cống hiến mỗi ngày cũng sẽ giúp cho các bạn có được những thành tích tốt. Thưa quý vị, trong thời gian này có nhiều vấn đề đang chi phối tình hình sức khỏe của quý vị, nên quý vị phải chú ý đến thói quen ăn uống của mình, cũng như là gì chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để có cái sức đề kháng được tốt hơn. Thì ngoài ra quý vị hãy dành thêm thời gian để mà chăm sóc gia đình và cân bằng lại cái cuộc sống của mình. Đó là tuổi thứ 7 đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta xét đến tuổi thứ 8, đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới này thì những người tuổi Mùi có cảm giác hoàn toàn tin tưởng đối phương. Đó là cái lý do mà các bạn cảm thấy an tâm về cái đời sống tình cảm. Cái điều này nó mang lại cho các bạn nhiều cái động lực hơn để mà phát triển các khía cạnh khác trong cái cuộc sống. Những cái biến đổi phù hợp trong cuộc sống của những người tuổi Mùi cũng sẽ giúp các bạn tăng cái tính nhạy bén trong cái chuyện kinh doanh và có thể mang lại cho quý vị một số cái cơ hội thay đổi tích cực cho cái sự nghiệp của mình. Đã đến lúc các bạn cần phải cân nhắc cái thiệt hơn và giải phóng mình khỏi những cái mắc kẹt ở trong cái tình trạng nội tại để bắt đầu một cái lối sống độc lập và tự chủ hơn. Thưa quý vị, thế giới thì luôn thay đổi không ngừng, và thay đổi chính là gì? Cái thứ tạo nên cái vẻ đẹp của cuộc sống. Bước ra khỏi cái vùng an toàn, các bạn sẽ khám phá thêm những cái góc nhìn mới mẻ về thế giới xung quanh. Trong thời gian này quý vị cũng cần phải lưu ý, vẫn còn cái hung tinh nó an ngữ, nó mang lại nhiều cái điểm báo về tai họa gây bất lợi cho sức khỏe. Tốt hơn hết, những người tuổi Mùi trong thời gian này nên là gì? Tránh tham gia vào những trò chơi mạo hiểm. Nhất là khi đi nghỉ cùng mọi người, quý vị nên thận trọng ở những cái nơi sông suối ao hồ hoặc là những cái nơi hoang vắng. Đó là những điều mà những người tuổi Mùi cần phải lưu ý. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ 9, đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, thi thoảng trong tuần này thì những người tuổi Thân cũng cảm thấy là thất vọng về cái cách bản thân mình thể hiện cái tình cảm với đối phương. Có khi trong lòng rất vui, nhưng các bạn lại không biết làm cách nào để mà thể hiện. Thì ngoài ra các bạn cũng nên cẩn thận trong cái chuyện lời ăn tiếng nói, đừng có làm tổn thương đến đối phương. Trong thời gian này, những cái dự định của những người tuổi Thân cũng lần lượt tiến hành được trong cái thời gian này. Những cái điều này nó cũng mang lại một cái năng lượng tích cực để quý vị có thể tiến xa hơn trong cái thời gian tới. Nói chung ngay từ thời gian đầu tuần đang có nhiều năng lượng, thì những người tuổi Thân cũng nên cố gắng hoàn tất những cái việc quan trọng. Cuối tuần ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó cũng sẽ gây nên nhiều cái khó khăn và gây nên nhiều cái nỗi buồn cho những người tuổi Thân. Thêm nữa,
trong thời gian này lại có nhiều cái cát tinh che chở, nên là cái tài lộc của những người tuổi Thân ấy cũng được gia tăng khá là mạnh. Những ai mà đang làm ăn thì có cơ hội mở rộng kinh doanh buôn bán, có thêm nhiều cái mặt hàng để bán chạy hơn. Ai làm chủ doanh nghiệp thì cũng có thêm những cái cách thức phù hợp để giảm thiểu chi phí và tăng cường cái lợi nhuận. Những người làm công ăn lương thì cũng sẽ được gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, cũng sẽ được cấp trên khen thưởng và có cơ hội được thăng lương tăng chức. Đó là con giáp thứ 9 là những người tuổi Thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tuổi thứ 10, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, trong cái tuần mới thì những người tuổi Dậu không còn cảm thấy vui trong cái mối quan hệ hiện tại. Đã đến lúc bản mệnh cần phải xác định rõ những cái mong đợi của bản thân trong những cái mối quan hệ xung quanh để tránh đánh mất đi chính mình. Nói chung ấy, cái cuộc sống nó ồn ào chưa hẳn là tốt. Nhân khi mọi thứ nó đang ổn định, những người tuổi Dậu nên dành thời gian để học hỏi thêm. Đồng thời, giai đoạn này cũng rất thích hợp để bản mệnh có thể phát huy cái khả năng sáng tạo của bản thân. Nói chung ấy, trong tuần này vẫn còn một vài cái hung tinh nó cũng ảnh hưởng, dẫn đến chuyện là hao tài tốn của. Nhắc nhở những người tuổi Dậu ấy, trong thời gian này cũng nên hạn chế mua sắm. Đó là cái nguyên nhân khiến tiền bạc lần lượt mà đội nón ra đi. Thì ngoài ra các bạn nên cắt bớt những khoản ăn uống ở ngoài hàng quán hay là gì, trốn vỉa hè, vừa tốn tiền lại vừa không tốt cho sức khỏe. Nên có cái việc là gì, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn để tăng cường cái sức khỏe cho mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để mà trợ mệnh hộ thân. Tiếp đến chúng ta xét tuổi thứ 11, đó là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung trong cái tuần mới thì những người tuổi Tuất háo hức đầy hứng khởi đó. Các bạn sẽ cảm thấy là tự tin, thậm chí là táo bạo hẳn ra. Công việc nhờ vậy mà cũng tiến triển được thuận lợi bất ngờ, hứa hẹn mang lại cho các bạn những cái phần thưởng xứng đáng. Tinh thần khoan khoái cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tuất dễ mở lòng mình, trở nên hoạt ngôn một cách bất ngờ. Nếu mà đang tìm kiếm nửa kia thì trong thời gian này quý vị cũng có cơ hội gặp được ý trung nhân. Nói chung ấy, trong tháng này thì lại có tài tinh với chiếu mệnh, vậy nên nó mang lại cái vận trình tiền bạc cho những người tuổi Tuất có thể dùng dình chi tiêu. Tuy nhiên, nếu mà chi tiêu không có kế hoạch thì tiền tài lại lần lượt đội nón ra đi. Vậy nên quý vị hãy chỉ bảo vệ cái đồng tiền của mình, nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để cho sao làm sao cho tiền để ra tiền. Quý vị cần phải biết tiết công sức lao động của mình bỏ ra. Đấy. Bên cạnh đó, trong thời gian này quý vị những người tuổi Tuất cũng rất là dễ kiếm tiền. Đấy. Một khi mà có tiền thì quý vị sẽ có những cái kế hoạch chi tiêu hợp lý và gì? Có những cái kế hoạch cụ thể chi tiết để đảm bảo cái nguồn thu của mình. Từ đó cũng sẽ giúp cho quý vị gia tăng thêm được cái may mắn và tài lộc cho mình đấy. Đó là con giáp thứ 11, những người tuổi Tuất. Tiếp theo, con giáp thứ 12 mà chúng ta xét đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi cảm thấy tin tưởng hơn vào cái mối quan hệ hiện tại khi mà hai người dành cho nhau nhiều cái điều tốt đẹp và cách đối phương chăm sóc cho bạn rất là thật lòng. Có vẻ như thời gian qua, những người tuổi Hợi đã rất là vất vả. Trong tương lai, các bạn nên học cách cân bằng lại cái cuộc sống của mình, không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn dành thời gian cho những cái niềm vui cá nhân nữa. Hãy luôn để cho cái tâm thế của mình nó được vui vẻ và hạnh phúc. Thêm nữa, trong cái thời gian này, tác động của một vài cái hung tinh nó cũng khiến cho bản mệnh cảm thấy khó chịu với những người mà đang cố tình ngăn trở các bạn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cái họa tiểu nhân thì nó liên tục đưa ra những cái nhận định chủ quan, phán xét hoặc là chê bai, hòng làm gì ý chí của các bạn bị thui chột. Vậy nên trong thời gian này các bạn phải mạnh mẽ để vượt qua cái thử thách này. Khi mà nhận ra một số cái vấn đề tiêu cực trong cuộc sống có thể xảy ra, thì quý vị có thể là gì? Cần phải chăm sóc lại cái sức khỏe của mình. Khi mà cơ thể ốm yếu ấy, thì cũng là lúc những người tuổi Hợi cần phải học cách gì sống lành mạnh hơn, ăn uống khoa học hơn, nghỉ ngơi và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của 12 con giáp trong cái tuần mới. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.